sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Đôi Mắt Người Xưa của tác giả nhà văn Ngọc Linh, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 8, chương 6. Hiền vừa khóc vừa kể hết chuyện mình cho vợ chồng giáo hoài nghe. Bé Lệ nằm ngủ trên chiếc ghế tràn kỹ. Vợ giáo hoài dù không mấy ưa Hiền, nhưng trước hoàn cảnh của nàng cũng thấy thương tâm, và tình gia tộc nổi lên trước sự khổ đau của đứa cháu bị gạt gẫm. Bà lấy khăn đắp cho bé Lệ và ngồi cạnh đó lắng nghe câu chuyện của Hiền. Ngọn đèn dầu để trên tràn kỹ tỏa ánh sáng khắp nhà. Đêm lần về khuya, giáo hoài vẫn lặng thinh không nói gì cả. Từ lúc mà Hiền bắt đầu thuật những chuyện ở Sài Gòn, Hiền kể đến chỗ Vũ mướn biệt thự riêng cho nàng ở, rồi nàng lại bỏ đi, thì vợ giáo hoài kêu lên: "Kìa, sao con làm vậy? Cậu Vũ xem chừng còn yêu thương con lắm mà, bỏ đi sao phải?" Hiền ngước lên nhìn bà giáo: "Thưa mợ, anh ấy không còn thương con đâu. Mà thật sự thì từ trước đến nay anh ấy chẳng hề thương con." Vợ giáo hoài chặn lời nàng: "Con đừng nói vậy. Không thương mà lại có con với nhau, cậu Vũ còn nghĩ mà nhìn con là cũng được lắm rồi." Hiền lắc đầu: "Anh ấy chẳng yêu thương con thật tình đâu. Đó chẳng qua là phút bồng bột của tuổi trẻ. Con gặp lại anh Vũ, con hiểu tất cả." Vợ giáo hoài chắc lưỡi: "Con dại quá, ai đời. Cậu Vũ nghĩ đến như vậy là quý lắm rồi, sao lại bỏ đi?" Hiền buồn bã: "Thưa mợ, anh Vũ đã có vợ, có con. Mộng Ngọc là vợ chính thức của ảnh. Con có ở lại cũng chẳng sống chung với nhau được." Vợ giáo hoài tiếp: "Sao con đòi hỏi nhiều vậy? Mình nghèo mà. Cậu Vũ còn yêu thương con là quý lắm rồi. Tính chuyện cầu cao ít gì đâu. Miễn cậu ấy lo cho hai mẹ con được đầy đủ. Mợ chỉ sợ không được như vậy nữa đó." Giáo hoài thường khi rất nể vợ, nhưng trước những lời vô lý cũng phải bực mình: "Kìa, chuyện của cháu đang rối rắm, thủng thẳng tính giúp nó, đừng nói mà không suy xét." Vợ giáo hoài không vừa gì, đáp lại ngay: "Tôi nói gì mà không suy xét? Bộ tôi nghĩ quấy hả? Ngày nay cậu Vũ đổ đạt rồi, người ta làm bác sĩ mà. Cậu ấy còn nghĩ đến mình là phúc đó, còn muốn gì hơn? Làm bé làm mọn như vậy không sướng thân sao?" Hiền cúi mặt, nước mắt tuôn tràn. Nàng biết bà giáo không ưa mình, nhưng trước những lời trắng trợn đó nàng hết sức tủi thân. Bà giáo xúi nàng làm bé Vũ. Trời, nàng không thể nào sống như vậy được. Còn Mộng Ngọc, còn những lời đã hứa với ông Thiện. Hiền ngước nhìn bà giáo: "Thưa mợ, thà là con bỏ đi, chứ làm bé anh Vũ con không chịu được." Bà giáo chừng như Phật ý lắm, nên đứng dậy bỏ ra nhà sau. Hiền nghe tiếng bà nói vọng lại: "Hừ, cũng cái giọng cầu cao. Được như thế là may lắm rồi, làm bộ gì nữa." Hiền đau đớn xót xa nhưng đành im lặng. Nàng hy vọng giáo hoài sẽ tìm giúp cho nàng một lối đi. Giáo hoài thở dài: "Cháu đừng chú ý đến những lời của mợ cháu. Làm bé cho Vũ ư, đâu có được. Cậu chỉ sợ một điều..." Thầy giáo hoài ngập ngừng. Hiền hỏi: "Thưa cậu, điều gì?" "Cháu nói thật cho cậu biết nha, đừng giấu giếm." "Thưa cậu, cứ hỏi." "Con có còn yêu Vũ không?" Hiền cúi mặt, nàng không biết phải nói thế nào bây giờ. Tấm lòng của nàng đối với Vũ từ trước đến nay không hề thay đổi. Có yêu Vũ nàng mới đợi chờ rồi đi tìm chứ. Giáo hoài hỏi tiếp: "Cậu hỏi để cháu xét kỹ lại lòng mình lần cuối cùng, cho khỏi ân hận về sau. Rất có thể một ngày nào đó cháu thấy quyết định hôm nay quá vội vàng, từ đây một mình bơ vơ, thêm đứa con nhỏ dại, mà trong lòng lại mất hết niềm hy vọng, cháu sẽ khổ sở nhiều hơn đó." Hiền lặng thinh suy nghĩ. Nàng hình dung đến những ngày sẽ tới mà thấy chán ngán vô cùng. Nàng bỗng nhìn giáo hoài: "Con cũng biết rồi đây con sẽ phải khổ lắm, nhưng con không thể nào ở với anh Vũ được đâu cậu. Sống như thế con cũng chẳng hạnh phúc gì, mà còn gieo sự khổ đau cho một người đàn bà khác." "Bà Mông Ngọc." "Vâng, chính ông thân của bà đã đến tìm con và yêu cầu con đừng làm khổ bà."
Giáo Hoài thở dài không hỏi nữa. Hiền cúi xuống đuổi mũi cho bé Lệ. Một lúc ông giáo hỏi: "Bây giờ cháu định sao? Về đây sống như trước ư?" Hiền lắc đầu: "Con chưa biết tính lẽ nào, nhưng chắc là không về đây ở được, cậu à." Giáo Hoài ngạc nhiên: "Sao vậy?" "Con chắc thế nào anh Vũ cũng tìm đến, con định về gặp cậu rồi đi ngay." "Nhưng cháu đi đâu mới được chứ?" Hiền đáp nhỏ: "Con mong cậu giúp con tìm một nơi ở tạm trong ít lâu, con sẽ kiếm việc làm để sống qua ngày." Giáo Hoài nhìn cháu thương cảm vô cùng. Hiền bây giờ thật là bơ vơ, chỉ còn biết trông cậy vào sự giúp đỡ của ông. Phải chi vợ ông cũng thương Hiền hết tình thì dễ tính biết mấy. Đằng này hai vợ chồng lại thường hụt hạt nhau về chuyện của Hiền. Giáo Hoài chợt nghĩ đến cha Hiền. Thiệt ông sắt đá làm sao, ông quyết định từ bỏ Hiền thì không ai có thể nói ra nói vào được. Đã hơn 8 năm rồi, kẻ ăn người ở trong nhà, ai lỡ nhắc đến tên Hiền cũng bị ông thét mắng. Đừng nói chi đến chuyện khuyên ông cho Hiền trở về nhà. Mẹ Hiền mất đã lâu rồi, nhưng ông vẫn bằng lòng sống trong sự cô độc hẩm hiu. Đã mấy lần giáo Hoài bảo Hiền liều về nhà lại ông chịu tội, nhưng lần nào ông cũng bảo đóng cổng không cho vào. Ông cho Hiền là đồ lan chạ, làm nhục nhã tông môn. Riêng giáo Hoài, người đã chứa chấp Hiền, ông cũng tuyệt giao luôn và không nhìn bà con nữa. Nhưng trong hoàn cảnh của Hiền hiện tại, giáo Hoài hy vọng cha nàng khi biết rõ sẽ tha thứ cho nàng. Ông nghĩ thế nên bảo Hiền: "Hay cháu về nhà với cha cháu?" Hiền lắc đầu: "Cha cháu không hy vọng gì đâu cậu. Đã nhiều lần lắm rồi, con đã gian xin hết lời, lại gần xối tráng, nhưng nhất định cha cháu chẳng thứ dung." Rồi nghẹn ngào nàng tiếp: "Đối với cha cháu thì cháu là kẻ đã làm bại hoại gia phong, làm nhục nhã danh giá của ông, chỉ còn có chết mới đền tội được." Giáo Hoài lặng thinh trước nỗi đau của Hiền. Giờ đây Hiền không còn gì nữa hết, không còn ai hết. Mẹ chết rồi, nàng chỉ còn trông cậy vào cha thì cha không nhìn nhận. Nàng chỉ yêu một người thì nay người ấy lại có vợ, có con. Tiếng mõ điểm canh vang lên về phía cuối làng, lẻ loi đơn độc. Hiền ngước nhìn giáo Hoài: "Cậu không tính giùm cháu được sao? Cháu cần ở tạm một ít lâu." Giáo Hoài gật đầu: "Có chứ, cháu hãy đưa con Lệ vào buồng nghỉ, sáng cậu sẽ liệu cho." Hiền lắc đầu: "Con sợ anh Vũ tìm xuống đây ngay đó cậu, rồi đây ảnh sẽ gian này, con không cầm lòng được." Giáo Hoài thở dài: "Coi bộ cháu còn thương Vũ nhiều lắm, làm sao xa được." "Dạ được mà cậu, con đã quyết định rồi, con sợ hờ như vậy thôi." Giáo Hoài lặng thinh như tìm trong trí nhớ những nơi ông có thể tạm gửi Hiền một vài tháng. Ông chợt nhớ đến tiệm may của một người bạn ở chợ Cái Bè nên mừng rỡ bảo Hiền: "Được rồi, may quá, cháu qua Cái Bè ở tạm ít lâu được đó." "Nhà ai vậy cậu?" "Tiệm may Hương Hoa của bạn cậu, cháu học may luôn, ở đó có dạy cắt đồ tây, áo dài nữa, để cậu biên thư giới thiệu cháu." Hiền mừng lắm, nàng chỉ mong tìm được một nơi ở tạm để lánh mặt Vũ thôi. Bà giáo tuy ngồi ở nhà sau nhưng vẫn để ý nghe câu chuyện giữa Hiền và chồng bà. Chừng nghe giáo Hoài tính cho Hiền sang ở tạm bên Cái Bè thì đôi mắt bà dục sáng hẳn lên. Nếu Vũ tìm xuống đây, bà sẽ không ngần ngại chỉ chỗ ở của Hiền. Vũ qua Bắc, cho xe đậu ngoài lộ đá rồi đi bộ vào nhà giáo Hoài. Người lân cận trong xóm chừng như xa lạ đối với chàng tất cả. Không một ai nhìn ra được Vũ, cậu học trò ngày xưa. Chàng đi gần đến nhà Hoài, chàng thấy nôn nao khác thường. Vũ bước lên thềm nhà, nhìn thấy giáo Hoài thì kêu lên: Anh Hoài!" Rồi chàng đứng dừng lại không nói thêm được lời nào nữa. Giáo Hoài nhìn ra: "Kìa cậu Vũ, trời lâu dữ hồn, sao không thấy về chơi, vào đây. Vũ bỡ ngỡ bước vào căn nhà cổ kính mà chàng đã sống qua mấy tháng hè gần 10 năm trước. Không có gì thay đổi, vẫn bộ tràng kỹ đó, vẫn mấy cô liễn đối bức hoành phi, vẫn chiếc võng ở góc nhà mà chàng thường nằm đọc sách. Cảnh vẫn y nguyên như trước, nhưng tâm tình con người đã khác xa. Tấm lòng của giáo Hoài đối với chàng chắc là không còn được như xưa nữa. Thấy Vũ có vẻ ngỡ ngàng, giáo Hoài bước xuống tràng kỹ, nắm tay chàng kéo vào, rồi cố lấy giọng thân mật nói: "Ngồi xuống đây, bộ lạ lắm sao? Cũng y như hồi trước mà. Thế nào, học hành đỗ đạt ra sao? Cậu thiệt tệ quá, sao không thư từ gì hết vậy?" Vũ theo giáo Hoài ngồi xuống tràng kỹ mà vẫn chưa mở lời được. Giáo Hoài chợt nhớ đến vợ liền quay lại gọi:
Mình ơi, có cậu Vũ xuống chơi nè. Vợ giáo hòa chừng như chỉ đợi có thế, từ nhà sau đon đã đi lên. Cậu Vũ hèn lâu dữ ra, bây giờ nghe nói cậu đỗ đạt rồi ha. Vũ đứng lên cúi chào vợ giáo hoài, cượng cười. Dạ thưa, đỗ cũng gần 2 năm rồi. Vợ giáo hoài nói một hơi dài. Ờ, nghe nói cậu đi Tây đi U gì đó mà. Bây giờ chắc cậu khá lắm ha. Cậu tệ quá. Giáo hoài trừng mắt trận lời vợ. Mình. Rồi ông cố lấy giọng vui vẻ. Mình bảo trẻ lo làm cơm ăn, chắc cậu Vũ còn ở chơi với mình mà. Tôi không nói chắc anh cũng biết tôi xuống đây làm gì rồi. Giáo hoài làm ra vẻ ngơ ngác. Cậu nói gì tôi chưa hiểu. Vũ tiếp ngay. Hiền có về đây không anh? Mong anh đừng giấu tôi khổ quá anh à. Giọng nói của Vũ tha thiết khiến giáo hoài không trả lời ngay được. Riêng vợ giáo hoài có vẻ ái ngại, liếc nhìn chồng rồi đi lần xuống nhà sau. Vũ lại hỏi. Hiền có về nhà không anh? Tôi tìm nàng khắp nơi mà không gặp. Giáo hoài nghĩ đến lời cầu xin của Hiền đêm qua thì lắc đầu bảo Vũ. Hiền đâu có về đây, cháu nó lên Sài Gòn tìm cậu, đâu có được tin gì đâu. Vũ khổ sở quá nên không còn đủ sáng suốt để nhận định lời nói không thật của giáo hoài. Chàng ôm lấy đầu. Hiền đi đâu hả trời? Tôi cứ đinh ninh nàng sẽ tìm về đây. Giáo hoài đã lỡ nói dối Vũ nên đành hỏi luôn. Hiền gặp cậu rồi phải không? Nhưng sao nó lại bỏ đi? Vũ ngước lên nhìn giáo hoài. Lỗi ở tôi hết anh à. Tôi ân hận vì đã bỏ rơi Hiền và để cho nàng phải mòn mỏi đợi chờ suốt bao năm. Giáo hoài đã hiểu rõ hết thực sự nhưng vẫn làm bộ hỏi. Tại sao 7-8 năm nay cậu không thư từ gì hết vậy? Vũ khổ sở nói. Tôi tệ bạc lắm. Hoàn cảnh mới đã làm cho tôi quên Hiền, quên những ngày vui vẻ ở đây. Tôi về Sài Gòn rồi gặp dịp may sang Pháp du học. Chàng kể lại hết quãng đời đã qua, từ khi cưới Mộng Ngọc rồi đổ đạt về nước, đến khi gặp lại Hiền thì mọi việc đã ngang trái lắm rồi. Vũ không giấu giếm một sự gì cả và thuật cho giáo hoài nghe bằng một giọng hết sức thành thật. Hoài đã được Hiền kể lại một lần rồi nhưng vẫn ẩn nhẫn ngồi nghe. Vũ bỗng nói tiếp. Tôi khổ quá, hoàn cảnh của tôi bây giờ thật hết sức khó khăn. Hiền vì tôi mà chịu bao điều cay đắng. Giáo hoài rất cảm động trước những lời thành thật của Vũ, nhưng dù sao ông cũng phải giữ lời hứa với Hiền. Thỉnh thoảng Hoài lại thở dài. Nếu Vũ gặp Hiền đưa về Sài Gòn để làm bé sao? Vũ bỗng hỏi giáo hoài. Anh nghĩ xem Hiền đi đâu? Ngoài ở đây ra, nàng còn có thể đến ở tạm đâu ít lâu chăng? Giáo hoài khó nói quá, ông ngập ngừng đáp. Thật ra thì Hiền cũng đâu có quen biết với ai. Ngừng lại một phút, giáo hoài tiếp. Theo ý tôi thì cậu không nên tìm kiếm Hiền làm gì nữa. Vũ ngạc nhiên ngó giáo hoài. Sao vậy hả anh? Tôi muốn Hiền không phải khổ nữa mà. Giáo hoài lắc đầu. Hoàn cảnh của cậu bây giờ khó khăn lắm, có tìm gặp Hiền cũng chẳng giải quyết được gì. Không lẽ cậu đem nó về làm bé sao? Vũ lặng thinh không nói gì được nữa. Mặc dù chàng không có ý đó, nhưng hoàn cảnh của chàng hiện tại làm sao khác được. Chàng và Mộng Ngọc đã chính thức làm hôn thú với nhau. Nếu gặp được Hiền, dù muốn dù không, nàng cũng đành phải nhường nhịn Mộng Ngọc. Vũ đáp lời giáo hoài. Tôi không có ý định đó. Sự mong mỏi của tôi là hiện giờ phải tìm cho ra Hiền để nàng khỏi phải sống vất vả. Hoài gượng cười. Cậu đem Hiền về mà sống trong cảnh ngang trái như vậy, Hiền nó càng khổ hơn. Vũ thở dài lòng buồn bã vô hạn. Rốt cuộc thì chàng vẫn ở trong cái vòng lẩn quẩn không lối ra. Giáo hoài muốn phá tan bầu không khí nặng nề đó nên hỏi sang chuyện khác. Cậu xuống bằng gì? Dạ bằng xe nhà, tôi đậu ngoài lỗ đá. Giáo hoài hình dung đến cảnh sống giàu sang sung sướng của vợ chồng Vũ, rồi nghĩ đến mẹ con Hiền. Từ nay trên đường đời chắc chắn là hai mẹ con nàng sẽ phải khổ nhiều hơn trước. Nhưng nếu Hiền chịu về ở với Vũ, chắc gì nàng lại được hạnh phúc. Mộng Ngọc là con gái nhà giàu, lại có học, nàng đủ mánh lới để làm khổ Hiền. Giáo hoài còn xuống nhà bếp dặn dò vợ. Mình nhớ kỹ, đừng đá động gì đến chuyện con Hiền nha. Người vợ khó chịu, cứ dặn hoài, bộ người ta điên sao chứ? Hay là ông không tin tôi? Giáo hoài cất tiếng nhỏ nhẹ. Mình sao khó tánh quá, tôi nhắc mình vậy mà. Rồi giáo hoài trở lên nhà nói chuyện với Vũ. Ông không muốn lẩn quẩn mãi ở chuyện của Hiền nên kể cho Vũ nghe những thay đổi ở ấp Phước Định trong vòng 7-8 năm nay. Ông giáo nói đến nhiều tên người và nhiều địa điểm mà Vũ chỉ nhớ mang máng thôi. Dùng cơm xong, Vũ định ra xe trở về Sài Gòn, nhưng bà giáo có ý muốn chàng ở lại.
Mấy khi cậu về chơi, không ở với vợ chồng tôi được một ngày sao? Giáo Hoài có vẻ không bằng lòng đến thái độ của vợ, nhưng vẫn niềm nở bảo Vũ: chiều mát tôi đưa cậu ra sớm vàm, hay vô sớm cậu sắt chơi, nhiều anh em cứ hỏi thăm cậu. Trước những lời mời mọc tha thiết đó, Vũ đành ở lại. Buổi trưa chàng nằm thiêu thiêu trên võng, trong lúc Giáo Hoài ra vườn sau thì vợ Giáo Hoài lân la đến bên gọi nhỏ: cậu Vũ, cậu. Vũ giật mình mở mắt, thấy vợ bạn đưa ngón tay lên miệng ra dấu bảo chàng im, thì Vũ ngạc nhiên lắm. Chàng ngồi dậy khẽ hỏi: chuyện gì vậy chị? Con Hiền. Vũ sửng sốt kêu lên: Hiền, Hiền làm sao chị? Nó có về đây nữa, về hồi đêm hôm qua. Thiệt ư? Bây giờ nàng đâu rồi? Sao anh Giáo? Vợ Giáo Hoài lắc đầu biểu môi: ảnh nó gạt cậu đó. Tại con Hiền khóc lóc dặn dò cho nên ảnh làm theo ý nó. Vũ bàng hoàng nhìn vợ Hoài hỏi nhanh: Hiền đâu rồi chị? Ở trong buồng hả? Chàng vừa nói vừa đứng lên. Vợ Hoài lật đật trả lời: không, nó đi cái bè hồi sáng rồi. Vũ lặp lại câu nói của vợ Giáo Hoài: Hiền đi cái bè chi vậy hả chị? Bao giờ Hiền mới về? Vợ Giáo Hoài liếc mắt qua cửa sổ, nhìn ra vườn, thấy chồng chưa vào nên yên tâm nói: ảnh em gửi con Hiền bên cái bè để nó tránh mặt cậu đó. Vũ chợt hiểu ra tự sự, thì ra chính Giáo Hoài cũng không muốn chàng gặp Hiền. Chàng hỏi vợ Hoài: Hiền qua cái bè rồi ở nhà ai hả chị? Tôi phải đi tìm ngay mới được. Vợ Giáo Hoài bước đến bên cửa sổ, trông chừng ra vườn một lần nữa mới bảo Vũ: cậu nói nhỏ nhỏ vậy, đừng cho anh ấy biết, khó lòng lắm. Ảnh gửi Hiền ở tiệm Mai Hương qua, cậu xuống chỗ bến chợ hỏi thăm người ta là biết liền. Vũ đứng lên nói: tôi đi liền bây giờ nghe chị, tôi trở ra Vĩnh Long rồi tôi đi lộn về cái bè. Vợ Giáo Hoài lắc đầu: khoan đã cậu Vũ, cậu làm thế ảnh nghi ngờ đó. Cứ ở chơi thủng thẳng rồi đi, Hiền ở lại tiệm đó chứ không đi nữa đâu. Vũ ngồi xuống võng, trong lòng hết sức phân vân, đi liền bây giờ chi cho khỏi Giáo Hoài nghi ngờ vợ đã thót mét với mình. Chàng ngước nhìn vợ Giáo Hoài và nhớ hết những lời Hiền và bé Lệ đã nói. Đúng là vợ con Hoài không ưa Hiền, mà thật sự cũng nhờ thế mà chàng mới biết được nơi Hiền đang ở. Trong khi đó Hoài ở ngoài vườn đi vào, vợ Hoài không thấy kịp chồng nên đành đứng đó. Giáo Hoài vô tình không chú ý đến thái độ của vợ, chàng hỏi Vũ: cậu có uống nước dừa không? Dừa xiêm ngọt lắm. Vũ đang nôn nao trong lòng nên chỉ gật đầu lấy có. Giáo Hoài liền bảo vợ: mình bảo trẻ nhỏ nó đi hái dừa ở gần cây ô môi đó. Vợ Giáo Hoài chỉ mong có thế để lấy cớ ra nhà sau, nhưng trước khi đi chỉ còn nhìn Vũ như ngầm bảo đừng nói gì với Hoài hết. Vũ ngồi yên cố phân tách tình cảm của bạn đối với mình. Hoài không thấy chàng đang hối hận thật tình sao? Giáo Hoài chợt để ý đến thái độ của Vũ, sao chàng không nói gì hết mà cứ chăm chú nhìn mình. Hoài khẽ hỏi bạn: có chuyện gì vậy cậu? Vũ giật mình cố giữ lấy vẻ bình tĩnh: tôi nghi Hiền trở về Sài Gòn, tôi muốn về ngay bây giờ. Vũ nói rất khéo nhưng Hoài cũng để ý. Chàng hỏi lại bạn: cậu định về Sài Gòn ngay bây giờ sao? Vâng. Hoài nghĩ đến vợ và thái độ của cô ta lúc nãy. Lúc chàng ở ngoài vườn vào thì vợ chàng đang đứng nói chuyện với Vũ. Cô ta nói gì mà tự dưng Vũ đòi về Sài Gòn ngay? Giáo Hoài giận lắm nhưng chàng chỉ bảo Vũ: cậu tưởng tượng thôi chứ chắc Hiền không quay về trên ấy đâu. Cậu có biết vì sao không? Vũ ngập ngừng hỏi: sao vậy anh? Vì cậu còn có vợ cậu, người mà cậu chính thức cưới hỏi. Thà là Hiền sống bơ vơ một mình còn hơn chịu đựng hoàn cảnh trái ngang. Vả lại... Giáo Hoài ngừng lại một phút nói tiếp: vả lại hình như cậu chưa bao giờ thật giả yêu Hiền. Vũ kêu lên: trời, sao anh đành nói vậy? Tôi không yêu Hiền thì tìm nàng để làm gì? Giáo Hoài gằn giọng: cậu tìm chỉ để cho lòng mình khỏi phải ân hận thôi. Anh mà cũng nghĩ như vậy sao? Chính Hiền đã bảo tôi câu đó. Nhưng không phải vậy, lòng tôi hiểu mà. Hiền ngờ quan cho tôi rồi lại bỏ đi, có lẽ vì thế mà anh nỡ giấu. Giáo Hoài hỏi ngay: cậu bảo sao, tôi thế nào? Vũ thấy mình lỡ lời nên lặng thinh cúi mặt. Chàng có muốn nói ra điều đó đâu, nhưng trong lúc bực tức chàng không giữ được. Giáo Hoài hỏi lại: cậu bảo tôi nỡ giấu cái gì? À, hay cậu cho tôi giấu Hiền? Vũ thấy đã đến lúc không thể lặng thinh được nữa nên nghiêm sắc mặt nhìn Hoài: phải, anh đã giấu chỗ ở của Hiền. Vợ Giáo Hoài từ nhà sau lên, nghe thoáng qua những lời ấy, vội vàng trở xuống bếp. Hoài bàng hoàng ngồi xuống ghế. Chàng mới thử ý Vũ thôi, không ngờ đó là sự thật, cũng lại vợ chàng.
Vũ tiếp tục nói: Sao vậy anh Hoài? Anh không nhìn thấy tấm lòng của tôi sao? Tôi đang khổ tâm lắm. Nếu không tìm ra Hiền, có lẽ suốt đời tôi không còn thiết đến việc gì nữa hết. Hiền đã về đây trong đêm hôm qua mà, sao anh nỡ giấu tôi? Giáo Hoài thở dài lấy thuốc ra vấn hút. Chàng thở khói đánh phào một cái rồi nói: Ý cháu Hiền là như thế, chứ tôi đâu muốn giấu cậu làm gì. Hiền đã khổ nhiều rồi, nó không muốn cậu đeo đuổi nữa. Anh Hoài, sao Hiền không chịu hiểu là tôi muốn chuộc lại lỗi lầm xưa? Một điều rất tai hại mà tôi cần nói cho cậu rõ là Hiền quả quyết từ trước tới nay cậu không hề yêu nó. Chính điều đó làm cho nó tủi nhục mà ra đi. Vũ kêu lên: Trời ơi, sao Hiền lại có thể nghĩ như vậy được? Rồi chàng nghẹn lời, trong lòng xót xa nhiều lắm. Quả tình thái độ của chàng chứng tỏ lòng chàng không thật yêu Hiền. Ngày xưa cũng ở nơi này, Hiền đã hiện ra trong sự trong trắng hồn nhiên. Chàng yêu nhan sắc của Hiền như yêu một cái gì đẹp nhất trên đời. Sự bồng bột của Vũ chống phát chống tàn. Trước kia chính chàng cũng không thể phân tách được lòng mình. Giờ đây qua bao thử thách, Hiền đã thấy rõ Vũ và chàng cũng tự hiểu mình. Giáo Hoài bỗng cất tiếng: Cậu Vũ à, bao giờ tôi cũng xem cậu như là bạn hay là em út của tôi. Việc Hiền xảy ra, tôi là người bị phiền hà hơn hết. Nhưng cậu thấy có bao giờ tôi đi tìm cậu hay trách móc gì chăng? Tôi hiểu cái tuổi thanh niên mà. Nhưng bây giờ... Vũ ngẩng lên nhìn bạn hỏi: Bây giờ thế nào hả anh? Tôi khuyên cậu đừng nên đi tìm con Hiền nữa. Bởi vì tìm thấy nó, cậu cũng không giải quyết được gì đâu. Cậu không thể bỏ được vợ cậu, mà Hiền thì nó chỉ đòi hỏi một tình yêu chân thật và trọn vẹn. Tánh nó coi vậy mà khó lắm đó cậu. Hoài nín lặng, giới tay lấy bình trà rót vào tách. Buổi trưa ở làng quê im vắng quá. Vũ nghe cả tiếng hát ru em của ai ở bên kia bờ tre vọng lại. Chàng nghĩ đến bé Lệ và tội nghiệp cho Hiền. Từ nay hai mẹ con sẽ làm gì để sống? Vũ bảo Giáo Hoài: Không đâu anh à, thế nào tôi cũng phải tìm gặp lại Hiền để chuộc lại lỗi lầm xưa. Tôi xin thề sẽ coi Hiền như một người em để chăm lo săn sóc cho nàng. Hoài lặng yên suy nghĩ. Vũ nôn nao chờ đợi ý kiến của bạn. Hoài nói: Tôi chỉ sợ Hiền không đồng ý. Anh Hoài, tại sao nàng không chịu? Tôi có đòi hỏi gì đâu. Hiền không đồng ý cho cậu xem nó như em gái chỉ vì lòng nó vẫn còn yêu cậu. Vũ lặng thinh. Tâm hồn của Hiền xem thế mà không giản dị như chàng tưởng. Lòng vẫn yêu mình mà Hiền cương quyết lánh xa. Vũ đứng phắt dậy bảo Hoài: Không, anh giận thì tôi đành chịu, chứ thế nào tôi cũng phải gặp Hiền. Tôi cần giải bày hết lòng mình rồi tùy nàng định đoạt. Hoài biết mình không thể cản ngăn bạn được nên khẽ hỏi: Cậu đi bây giờ sao? Vâng, tôi không thể chần chờ lâu hơn nữa được. Chắc cậu đã biết rõ Hiền ở đâu rồi chứ? Vũ đáp nhỏ: Chị bảo ở tiệm may Hương Hoa bên Cái Bè, có đúng không anh? Hoài gật đầu: Đúng đó, vợ tôi nghe lớn chuyện thiên hạ thì tài lắm. Vũ nhớ đến vợ Hoài, thế nào hai vợ chồng cũng cắn đắng nhau về chuyện này. Chàng bảo Hoài: Chuyện này là tại tôi cứ hỏi tới hỏi lui chị mới thổ lộ ra. Lỗi là lỗi ở tôi, anh đừng phiền trách chị tội nghiệp. Thôi tôi đi đây. Hoài nói nhanh: Khoan, ở lại uống nước dừa rồi hãy đi. Xe hơi lộn về Vĩnh Long rồi đi Cái Bè không bao lâu đâu. Vũ lắc đầu: Thôi cảm ơn anh thật tình đó, nhưng trong lòng tôi bây giờ nôn nao quá. Tôi phải gặp Hiền mới yên tâm được. Tôi chỉ mong một điều là đừng vì chuyện của tôi và Hiền mà anh chị phiền lòng nhau. Giáo Hoài lắc đầu: Không sao đâu, cậu đừng lo. Vợ Hoài đã nghe rõ hết những lời trao đổi giữa hai người nên bước lên nhà trên để gặp Vũ trước khi chàng đi. Tuy nhiên chị ta cũng làm ra vẻ không hiểu gì hết, cất tiếng hỏi Vũ: Kìa cậu Vũ, cậu đi về sao? Hoài biết tính vợ nên không nói gì cả. Trong lúc Vũ đáp: Vâng, tôi đi đây chị. Bao giờ rỗi rảnh có lên Sài Gòn mời anh chị đến phòng mạch của tôi chơi. Hoài gượng cười nói: Chắc còn lâu lắm tôi mới lên Sài Gòn được. Cả ba người cùng cười. Hoài muốn xách nón đưa Vũ ra xe nhưng chàng ngăn lại: Anh khỏi nhọc công mà, tôi làm phiền anh chị nhiều lắm rồi, anh chị cũng nên tha lỗi cho tôi. Có gì mà cậu nói thế. Vũ cúi chào hai vợ chồng bạn một lần nữa rồi ra cửa. Đợi chàng đi khuất bên kia chiếc cầu, cả hai mới trở vào. Giáo Hoài lại bàn vấn thuốc hút. Vợ chàng có vẻ ngại ngùng không dám mở lời. Hằng ngày chị ta vẫn thường ăn hiếp chồng, nhưng mới rồi chị làm quấy nên có hơi xấu hổ. Giáo Hoài lặng thinh ngồi hút thuốc
trí nghĩ ở đâu đâu. Ông không biết Hiền có gặp chủ tiệm Mai Hương qua không, không hiểu giờ này hai mẹ con đang làm gì, và có biết một người đang lao xe dùng dục đến để gặp mặt. Khi Hiền gặp Vũ rồi, nàng có thể trách mình không kín miệng chăng? Giáo Hoài rất áy náy trong lòng vì không giữ trọn lời hứa với Hiền. Nhưng thật tình chuyện này xảy ra là ngoài ý muốn của chàng. Hoài không bày tỏ đầu đuôi thì Vũ cũng tìm được nơi Hiền đang ở vậy. Vũ lái xe vào thị xã Cái Bè, trời đã mờ mờ tối. Chợ quận không có điện, nhưng nhờ các tiệm buôn đốt đèn măng sông nên cũng được sáng sủa phần nào. Vũ cho xe chạy chậm chậm trên đường bờ sông, đưa mắt nhìn hai bên lề tìm tiệm Mai Hương qua, lòng chàng hồi hộp hơn bao giờ hết. Theo lời vợ chồng Hoài, nhất định Hiền và bé Lệ đang ở đây chứ không đi đâu xa. Chàng nôn nao quá, không biết mẹ con Hiền có chịu trở về với chàng không. Nếu Hiền từ chối Vũ, không biết làm thế nào cho nàng siêu lòng. Vũ hy vọng Hiền không đối xử với mình như thế, nàng còn yêu mình mà, Vũ có thể chắc chắn được điều đó. Vũ hết sợ chuyện này đến chuyện khác. Nếu Hiền không đến đây thì thật chàng mất dấu Hiền và không còn biết đâu mà tìm. Chàng giục thắng xe, một đứa bé băng ngang đường suýt nữa đã chạm vào đầu xe của chàng. Nó thấy Vũ thắng lại thì ngước lên cười rồi chạy biến trong bóng tối. Vũ thở dài, chàng nghĩ đến bé Lệ. Nếu không cha, đời sống của nó sẽ như thế nào? Hiền bận lo làm việc kiếm tiền, chắc không thể nào chăm sóc con cho chu đáo được. Tự nhiên đứa bé vừa cản đầu xe lúc nãy khiến chàng nhớ đến con tha thiết. Vũ nhìn hết nhà này đến nhà khác, vẫn chưa thấy tiệm Mai Hương qua. Chàng cho xe chở đầu lại rồi nhìn một bên phố thôi. Nếu không gặp thì chàng sẽ quay đầu xe một lần nữa để nhìn xem dãy phố bên kia. Xe chạy chậm chậm khiến những người ở hai bên phố ngạc nhiên nhìn theo. Ở một quận nhỏ như thế này, ít khi họ thấy một chiếc xe sang trọng chạy tới chạy lui. Người lái xe định tìm ai mà cứ cho xe lù lù tới lui. Vũ chợt thấy hai chữ Hương Hoa trên một tấm bảng hiệu. Chàng nhìn vào quả đúng là một tiệm may, có mấy cô gái đang làm việc dưới ánh đèn. Vũ cho xe đậu sát vào lề rồi ngừng lại, mở cửa bước xuống. Chàng chưa vội vào tiệm may mà chỉ đưa mắt tìm kiếm Hiền. Ba cô gái đang ngồi may, còn một cô đứng cắt. Vũ bước vào tiệm, mấy cô đều dừng tay ngước lên nhìn. Vũ khẽ chào và hỏi cô ngồi gần nhất: "Tôi muốn hỏi ông chủ." Cô gái nhìn Vũ trân trối, trong lúc các cô khác tủm tỉm cười với nhau. Vũ không hiểu mình có cử chỉ gì lố bịch mà họ tỏ thái độ như vậy. Chàng nghiêm sắc mặt định hỏi một lần nữa thì cô gái đối diện với chàng nói: "Thưa ông, dạ tiệm mai này có chị em tôi không hà?" Vũ ngạc nhiên nhìn cô gái rồi hỏi lại: "Vậy là ở đây không có ông chủ?" Cô gái lắc đầu không đáp. Một bà sồn sồn từ trong bước ra, cúi chào Vũ hỏi: "Ông hỏi ai?" "Thưa bà, tôi muốn tìm người thân. Họ chỉ đến tiệm mai này tìm ông chủ. Đây đúng là tiệm Hương Hoa mà." "Phải, nhưng các cháu ở nhà nó làm lấy, nhà không có đàn ông, tôi là chủ đây." Các cô dục cười rộ lên. Vũ mới hiểu tại sao lúc nãy họ cười mình. Chàng bỡ ngỡ nhìn bà chủ tiệm, không biết nói gì hơn. Thế mà Hoài lại chỉ chàng đến đây. Bà chủ bỗng nói: "À, phải rồi, hay là ông chủ trước, tôi dọn về đây đã 2 tháng. Ông tính sang lại cho tôi. Đáng lẽ tôi đổi bản hiệu, nhưng thấy tên Hương Hoa cũng hay nên các cháu bảo để vậy." "Phải rồi, chắc ông quen ông tính." Vũ hy vọng hỏi: "Ông tính bây giờ ở đâu thưa bà?" "Tôi không rõ nữa, con ông ấy chết nên ông ấy thua buồn, sang tiệm mai rồi bỏ xứ. Tội nghiệp, có 2 cha con. Cô bé ấy đẹp lắm mà chết thật đáng buồn." Vũ dục hỏi: "Thưa bà, từ sáng đến giờ có ai đến kiếm ông chủ tiệm này không?" Bà chủ lắc đầu: "Dạ không thấy, mà chắc tại tôi đi khỏi." Cô gái nói chuyện lúc nãy khẽ cất tiếng: "Có một người đến hỏi ông tính má à." "Vậy hả?" Vũ mừng rỡ: "Phải một thiếu phụ không cô?" "Dạ đúng, bà ấy có dẫn theo một em bé." "Cô ấy đâu rồi hả cô?" Cô gái lắc đầu nói: "Dạ tôi tiếp cô ấy ở đây. Cô ấy đưa thư, tôi tưởng của má nên tôi bảo ngồi chờ. Cho đến trưa má tôi không về, tôi mở ra xem té ra không phải, họ gửi thư cho ông tính." Vũ thấy choáng váng, thật ngoài sức tưởng tượng của chàng. Đúng là định mạng khắc khe đã khiến hai người xa nhau mãi mãi. Vũ ngập ngừng hỏi cô gái đã trả lời mình lúc nãy: "Thưa cô, rồi thiếu phụ ấy đi đâu?" "Dạ tôi không biết nữa, cô ấy ngồi ở đây một lúc, em bé đói bụng khóc cô ấy mới dẫn đi." Vũ cảm thấy xót xa nhiều lắm. Hiền và bé Lệ đã đến đây, thế mà bây giờ hai mẹ con như cánh chim trời. Vũ hỏi thiếu nữ:
Cô làm ơn cho tôi biết thiếu phụ rời khỏi nơi đây lúc mấy giờ? Thiếu nữ lộ vẻ suy nghĩ rồi hỏi mẹ. Má về hồi mấy giờ? 3-4 giờ gì đó. Thiếu nữ quay sang Vũ. Dạ, cô ấy đi chừng nửa tiếng đồng hồ thì má tôi về. Vũ biết mình không hỏi thêm gì được nữa nên chào bà chủ tiệm và mấy cô gái. Xin cảm ơn bà và các cô, tôi xin đi. Mọi người đều chào đáp lại chàng. Vũ ra xe mở cửa leo lên nhưng không biết đi về đâu. Hiền rời tiệm mai này khoảng 3 giờ chiều. Chắc nàng chưa đi khỏi cái bè. Nhưng ở một quận nhỏ xa lạ với chàng, Vũ không biết phải tìm nàng ở đâu. Không chừng nơi đây không có khách sạn nữa là khác. Vũ mở máy cho xe chạy. Ngang qua tiệm mai Hương Hoa, chàng thấy bà mẹ và các cô gái ngẩng lên với vẻ sững sờ rõ rệt. Họ không tưởng tượng được người vừa vào tiệm mình lại giàu có sang trọng đến thế. Vũ quần kiếm khách sạn nhưng đúng như dự đoán của chàng, ở đây không nơi nào cho ở trọ ban đêm. Có lẽ quận không mấy phồn thịnh và không nhầm đường đi nên ít khách ở xa tới. Chàng đành ra bến xe hỏi thăm mấy anh lơ xe đò. Họ bận làm ăn nên không chú ý đến những gì ngoài công việc. Họ đều lắc đầu. Vũ tuyệt vọng, chàng lên xe nằm ngã người ra sau nệm, trong lòng thật chán nản. Thế là chàng đã mất dấu Hiền và con. Thoáng một giây Vũ nghĩ, có thể Hiền quay về Phước Thịnh không? Vũ lại tràn trề hy vọng. Chàng muốn quay lại Vĩnh Long ngay, nhưng sợ huốt Hiền thêm lần nữa. Lỡ đêm nay nàng còn ở cái bè chờ sáng ra xe đi nơi khác thì Vũ sẽ không còn biết tìm nàng ở đâu. Vũ nghĩ đến bến đò cái bè. Xưa kia chàng cũng đã từng đi đò từ đây về Phước Định. Hỏi thăm ở bến đò thì biết Hiền có về bên Cù Lao chăng. Chàng lái xe ra bến sông rồi lần xuống cầu, hỏi thăm mấy người lái đò. Một ông lão đáp lời chàng, đò Phước Định hôm nay qua 2 chiếc đều về hết rồi. Vũ khẽ hỏi, thưa ông, đò về hồi mấy giờ? Thì bữa nào cũng chở xe Sài Gòn xuống là về ngay. Hôm nay hình như không có khách. Vũ muốn chắc chắn hơn nên hỏi tiếp, có chiếc nào ở trễ đến 3-4 giờ không thưa ông? Ông lão lắc đầu nói, tháng này giông gió thường nổi lên buổi chiều, ai dám qua sông trễ vậy, lỡ quớ chìm đò chứ chẳng phải chơi đâu. Vũ tin chắc Hiền chưa về Phước Định nên từ biệt ông lão ra chợ. Nếu Hiền không về nhà giáo hoài thì chỉ còn có nước đi xe lên Sài Gòn thôi. Bây giờ cứ đón ở bến xe, chàng hy vọng sẽ gặp nàng. Chàng có sẵn ý định trong đầu nên gọi mấy anh lơ xe đến nói chuyện. Tôi có một chuyện rất hệ trọng, mong anh em giúp tôi sẽ đền ơn. Mấy người lơ ngạc nhiên nhìn dáng điệu sang trọng của Vũ hỏi, nếu thầy muốn mướn tụi tôi đi đánh lộn thì làm chỗ rồi, lơ xe này đàng hoàng lắm mà, chứ không phải du côn. Vũ lắc đầu đáp, chắc anh đừng nghĩ lầm, tôi không bao giờ làm chuyện đó. Tôi muốn nhờ anh em giúp tôi một việc khác. Mấy anh lơ xe chăm chú nghe lời Vũ và ai cũng có vẻ cảm mến thái độ nhã nhặn của chàng. Vũ tiếp, tôi có người nhà vừa buồn phiền ra đi, đó là một thiếu phụ mảnh khảnh, có dắt theo một em bé chừng 6-7 tuổi. Nếu khuya này thiếu phụ có ra xe nhờ anh em cho tôi hay. Mấy người trong bọn nói, chuyện đó thì dễ rồi, nhưng biết thầy ở đâu mà báo tin. Vũ đáp, tôi không đi đâu xa mà đậu xe ở góc đường kia. Người nào các anh nghi ngờ thì hỏi có phải tên Hiền không, nếu đúng các anh gọi tôi. À, có như vậy mới dễ kiếm chứ. Vũ gọi người lớn tuổi hơn hết trong nhóm đưa cho một số tiền rồi bảo, tiền đây, anh em uống cà phê chơi, bao giờ tìm được người tôi xin hậu tạ. Mấy người lơ xe đều vui mừng cảm ơn Vũ rồi tản mát đi. Vũ lái xe lại chỗ góc đường, chàng quay kính kính mít bốn bề để khỏi lạnh lúc trời khuya. Vũ cởi áo ngoài rồi mở cửa xuống đường đi bách bộ một lúc cho giãn gân cốt. Suốt ngày ngồi trên xe tù túng, chàng đã thấy khó chịu lắm rồi. Lại một đêm ngủ xa nhà, Vũ thở dài lấy thuốc ra hút. Thoáng một giây chàng nghĩ đến Mộng Ngọc và con. Hai hôm rồi chắc bé Dung hỏi chàng nhiều lần lắm. Tội nghiệp nó, suốt tuần nay chàng bận rộn luôn nên không có thời gian kể chuyện đời xưa hoặc dẫn con đi chơi. Vũ không biết khi con hỏi đến chàng Mộng Ngọc trả lời thế nào. Chắc chắn là nàng không nói sự thật với con. Chàng lại nghĩ đến Hiền. Nếu còn ở cái bè thì mẹ con nàng đang ở gần chàng. Giờ này có lẽ cả hai đã ngủ. Hiền có biết đâu lúc này chàng còn đứng ngoài trời sương như vậy. Vũ mong mỏi Hiền sẽ ra bến xe vào lúc sáng thì mọi việc sẽ êm xuôi. Nhưng êm xuôi bằng cách nào Vũ không dám nghĩ tới. Dù sao đời sống của mẹ con Hiền cũng được đảm bảo hơn là đi lưu lạc bơ vơ. Vũ trở vào xe, nằm ngã mình trên nệm, định ngủ một lúc để sáng đủ sức đi tìm Hiền. Song phần lạ chỗ nên những tiếng động khác thường quanh bến xe cứ làm cho Vũ giật mình luôn và không thể nào chợp mắt.
Tiếng khua lắc chắc của người đấm bóp vang lên trong đêm từng chập như xoáy vào tai chàng. Vũ không ngủ được lại bước xuống xe. Đêm khuya lắm rồi, mấy người lơ xe đã tìm chỗ ngủ. Vài con chó đói đang giành nhau một khúc xương ở góc đường sủa vang dậy. Đâu đây có tiếng cào nhào và tiếng chửi động. Tất cả âm thanh về đêm ở đây đều mới lạ đối với chàng. Bất ngờ mà Vũ có dịp chứng kiến sinh hoạt về đêm của một bến xe trong quận nhỏ. Có tiếng rên khe khẽ đâu đây khiến Vũ để ý. Chàng bước lần theo tiếng rên não nụt đó và dừng lại bên một sạp gián dùng để hàng trước khi cất lên xe. Trên sạp một người đang nằm đắp chiếu rên hừ hừ. Cạnh đó một đứa trẻ đang quạt lửa nấu nước. Nó ngước lên nhìn Vũ rồi lại cúi xuống quạt. Đó là một đứa bé gái chừng 8-9 tuổi, đầu tóc rối nùi, quần áo tả tơi. Vũ đoán chừng có người bệnh nằm kia nên hỏi nó: "Ai rên quá vậy em? Đau hả?" Nó ngước lên nhìn Vũ một lần nữa rồi cúi xuống. Vũ tưởng nó không chịu đáp lời mình, toan hỏi tiếp thì đứa bé đã cất giọng cọc lóc: "Má tôi đau." Vũ ngồi xuống bên nó: "Đau gì em? Có uống thuốc gì chưa?" "Thuốc hả?" "Ờ." Đứa bé nhìn mẹ nó nói: "Tiền đâu có mà mua." Người đàn bà đang rên giục ngừng lại, kéo chiếu xuống nhìn Vũ. Chị ta toan ngồi dậy thì Vũ lắc đầu nói: "Chị nằm đi, tôi hỏi thăm cháu chứ không có gì." Thấy mặt thiếu phụ tái mét vì lạnh, Vũ thương hại hỏi: "Chị đau hồi nào?" Thiếu phụ ngập ngừng: "Dạ 2-3 bữa rồi." Vũ hỏi: "Nhà chị đâu không về, lại ở ngoài trời như vậy, chịu sao nổi?" Thiếu phụ lắc đầu: "Dạ nhà đâu có ông. Tối tối mẹ con ngủ tạm bợ ở đây, đau thì cũng phải nằm chịu vậy." Vũ đứng lên thở dài. Không phải chàng chưa từng nghe nói đến những cảnh khổ như thế này đâu, nhưng lần này chàng được chứng kiến tận mắt và thấy trong lòng chua xót nhiều hơn. Tự nhiên Vũ nghĩ đến mẹ con Hiền. Có thể trong những ngày bơ vơ sắp tới, nàng và Lệ đi đến hoàn cảnh này chăng? Vũ chợt nghe tiếng đứa bé hỏi mẹ: "Má ăn cháo không?" Thiếu phụ lộ vẻ ngạc nhiên hỏi con: "Cháu đâu mà hỏi. Bà Sáu cho gạo, con nấu kìa." "Ờ, chín chưa? Múc cho tao đi." Vũ chợt hiểu là đứa bé đang nấu cháo cho mẹ nó. Mới ít tuổi đầu nó đã biết lo giúp đỡ mẹ. Chàng cảm động lắm vì biết rằng trong những lời trao đổi cọc lóc kia giữa hai mẹ con ẩn chứa biết bao tình. Vũ xem qua dáng điệu thiếu phụ rồi hỏi: "Chị bị rét hả?" "Dạ, lâu lâu nó làm cử hoài ông ơi, uống thuốc bao nhiêu cũng không hết." Vũ thở dài, chàng biết thiếu phụ nói cho có nói, chứ làm gì có đủ thuốc để uống. Mỗi lần bị cử rét, có lẽ chị ta chỉ biết lấy sức mình chống lại, và cũng có thể uống bất kỳ thứ thuốc gì. Chắc chắn là chưa bao giờ chị được trị bệnh đúng phép. Ở trên cõi đời này còn biết bao nhiêu người đau không uống thuốc. Chưa bao giờ Vũ có những ý nghĩ sâu xa như hôm nay. Có lẽ nhờ chàng chứng kiến một cảnh sống quá não lòng, lương tâm một bác sĩ lần đầu tiên được khơi dậy nỗi buồn thương trước một bệnh nhân không được điều trị và không uống thuốc. Chàng nhớ ngày xưa khi bắt đầu lên đại học, chàng nuôi trong lòng bao nhiêu hoài bão. Nhưng khi ra trường rồi, cuộc sống sang giàu hạnh phúc bên vợ đẹp, con khôn cứ đẩy đưa chàng đi tới, và những hoài bão trước kia cứ lụng dần theo năm tháng. Bây giờ nghĩ lại mà thấy xấu hổ cho mình. Vũ lấy trong bóp ra một số tiền đưa cho thiếu phụ rồi nói: "Đây, chị cầm tiền này sáng mai đi tìm thầy uống thuốc cho thật hết bệnh nhen. Đáng lẽ tôi trị bệnh cho, nhưng ở đây không có phương tiện. Chị nhớ nghe lời tôi, đừng tiếc tiền, hãy trị cho lành bệnh, chị lại có sức làm ra tiền." Thiếu phụ bàng hoàng không biết nói gì. Đứa nhỏ đang múc cháo cùng ngừng tay nhìn Vũ. Cả hai mẹ con vừa mừng vừa sợ. Tại sao khách lạ lại cho tiền nhiều đến thế? Ông ta toan lợi dụng mình việc gì chăng? Vũ đoán biết những ý nghĩ trong đầu thiếu phụ nên vội nói tiếp: "Chị an lòng và cầm tiền đi uống thuốc. Tôi chỉ giúp hai mẹ con qua cơn nguy ngặt chứ không có ý gì khác đâu." Thiếu phụ run run cầm lấy tiền, không biết mở lời sao để cảm ơn Vũ. Vũ lặng lặng trở lại xe. Trong đầu chàng nổi lên bao nhiêu ý nghĩ. Những ước vọng ngày còn trẻ đột nhiên trở lại với mình. Từ khi về nước đến giờ, chàng chỉ làm tròn bổn phận một bác sĩ đối với các bệnh nhân đến phòng mạch của chàng. Họ được cứu giúp vì họ đủ tiền để trả công cho chàng. Còn bao nhiêu người đau ốm khác ở ngoài xã hội vì thiếu hụt mà phải chịu cảnh đau không thuốc uống. Tự nhiên chàng tin tưởng sẽ thực hiện được những ước vọng ngày xưa. Chàng nghĩ đến bạn bè đã cùng ở Pháp với chàng, hiện trở về nước và cũng mở phòng mạch như chàng. Ngày xưa khi hợp nhau ở xứ người, họ đã có lúc tâm tình và cùng chung ước vọng học thành tài để hàn gắn ít nhiều vết thương xã hội.
Nhưng từ khi về nước đến giờ, họ không có dịp gần nhau để nhắc nhở lại những ước vọng khi xưa. Có người cũng không muốn nhắc đến chuyện đó vì cuộc sống đã thay đổi cả rồi. Vũ càng nghĩ càng thấy tin tưởng hơn. Ông Thiện muốn lập một bệnh viện tối tân để làm cho người ngoại quốc nể mặt. Vũ nhất định sẽ không tiếp tay với ông trong việc đó vì nhiều lẽ. Chàng không thể nào quên được thái độ của ông đối với Hiền. Vả lại lập bệnh viện tối tân để tính tiền cho đắt hơn nữa thì cũng vô ích. Thà là cứ mở phòng mạch tại nhà riêng như chàng. Lần này trở về Sài Gòn, Vũ sẽ thay đổi hẳn đời sống của mình. Chàng sẽ tìm gặp các bạn cũ và nhắc nhở đến những dự tính ngày xưa. Bây giờ ai cũng giàu có cả rồi, ai cũng có đủ phương tiện để góp phần vào công cuộc cứu giúp bệnh dân. Vũ tin tưởng nhiều bạn sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của mình và sẽ không có mấy kẻ vuốt mặt quên đi những điều hẹn ước. Nếu đủ sức, chàng sẽ lập một bệnh viện, kêu gọi sự góp công, góp tiền của các nhà hảo tâm trong nước. Bệnh viện đó sẽ là nơi điều trị bệnh nhân nghèo khổ không mất tiền. Và chàng tin tưởng còn nhiều nhóm bác sĩ khác sẽ noi gương chàng và các bạn trước việc công ích đó. Vũ nằm miên man nghĩ đến tương lai. Đột nhiên hình ảnh của Hiền và bé Lệ lại hiện lên trong tâm tưởng của chàng. Dù có say sưa nghĩ đến việc công ích, nhưng chàng không thể nào quên được những hình bóng thân yêu đó. Vũ mệt mỏi thiếp đi lúc nào không biết. Khi chàng tỉnh dậy đã nghe quanh mình nhiều tiếng ồn ào lao sao. Chàng giật mình ngồi dậy thì trời đã gần sáng. Vũ nhớ đến chuyện mình, mở cửa xe đã nghe tiếng nói. Kìa, ông thức rồi kìa. Vũ nhìn kỹ thấy mấy người lái xe đêm hôm qua đang đứng quanh đó. Chàng khẽ hỏi, thế nào mấy anh, có gặp không? Người lớn tuổi hơn lắc đầu, không thấy ai giống như vậy hết á thầy à. Vũ xem đồng hồ đã 6 giờ hơn nên hỏi tiếp, bộ xe chạy hết rồi sao? Nhiều tiếng đáp, vâng. Dạ, đi hết rồi. Vũ bước xuống xe nhìn về phía bến trống trơn. Trong lòng Vũ ngao ngán hơn bao giờ hết. Có lẽ từ đây và mãi mãi chàng sẽ không bao giờ gặp được lại Hiền. Mấy người lơ xe thấy Vũ buồn bã như vậy thì không ai nói lên điều gì nữa và lãng dần đi. Hiền không về Phước Định, không lên Sài Gòn hay đi nơi khác thì chắc chắn nàng còn ở Cái Bè. Nhưng ở đâu mới được chứ? Chợ quận bé nhỏ như thế này, chàng không kiếm ra Hiền sao? Vũ đậu xe ở đó rồi thả bộ ra chợ. Chàng mong gặp Hiền dẫn bé Lệ đi ăn sáng. Nhưng rồi cũng hoài công. Vũ tìm kiếm khắp nơi mà không có kết quả gì hết. Chiều hôm đó chàng quay về Sài Gòn, trong lòng mang theo một sự buồn chán mênh mang. Hết tập 8. Còn tiếp.